Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã chủ trì buổi tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ngài Traden Dobson nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh vui mừng trước chuyến thăm đầu tiên của Ngài Đại sứ tại Đà Nẵng, đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và những tiềm năng, lợi thế, cũng như định hướng phát triển của thành phố thời gian đến qua buổi làm việc này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh mong muốn đại sứ hỗ trợ quảng bá giới thiệu đến các nhà đầu tư doanh nghiệp của new zealand về cơ hội đầu tư tại đà nẵng đại sứ new zealand tại việt nam ngài traden dobson cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố đồng thời cho biết hiện nay new zealand cũng đang tập trung phát triển các mũi nhọn về dịch vụ du lịch và cảng biển đây là những lĩnh vực tiềm năng mà cả hai bên đều đang hướng tới nhân chuyến thăm và làm việc lần này đại sứ traden dobson hy vọng hai bên cùng nhau chia sẻ trao đổi kinh nghiệm để cùng hợp tác phát triển những lĩnh vực thế mạnh của hai bên